dẫn các bạn cách liên kết nước với cả thảm phun nước. Các bạn chỉ cần dùng ống nước bình thường như ống nước nhà mình thường dùng thôi. Ngoài nước liên kết một đầu các bạn, liên kết ngoài nước nhà mình dùng bình thường, không cần phải là có máy móc gì cả, không cần phải máy đẩy hay máy móc, kể cả các bạn chỉ cần dùng két nước bình thường cũng có thể đẩy nước lên bình thường. Đầu còn lại các bạn liên kết vào những đầu nối của thảm, rất đơn giản, chỉ cần vài thao tác thôi là các bạn có thể hoàn chỉnh rồi. Sau đó các bạn xả nước này, khi nước vào thảm đủ, nước vào đủ, các tia nước sẽ tự động phun lên. Ra cái thao này như vậy thôi nhưng mà lượng nước sử dụng rất là ít, còn ít hơn là các bạn sử dụng các cái bể khoảng 1m2, lượng nước sử dụng rất là nhiều, rất là tốn. Các bé sử dụng lượng nước ở đây thì không đáng bao nhiêu nước cả. Nước lên dần dần nhé các bạn nhá. Các bạn chỉnh về hướng nào cũng được, thích chỉnh lên cao cũng được. Đấy, các bạn quan sát. Vì mình chỉnh, không cho tia nước phun đi đâu, để cho các bé chơi thì mình phun.